Liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 3 người thương vong ở tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án bắt giữ thêm nhiều đối tượng, tổng cộng lên đến 11 người để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Trong số 11 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự có Lê Văn Thương, 27 tuổi và Lê Văn Mến, 29 tuổi, là hai anh em ruột quê ở Đồng Tháp, bị điều tra về hành vi giết người. Các đối tượng còn lại bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào đêm 14 tháng 10, tại quán nhậu bên đường Võ Thị Sáu, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ hỗn chiến. Trong vụ án này, Thương được xác định là người cầm dao đâm Phan Gia Huy, 20 tuổi, và Nguyễn Hùng Lý, 18 tuổi, cùng quê Bình Dương, khiến cả hai tử vong. Ngoài ra, Thương còn dùng dao đâm nhầm bạn là Nguyễn Văn Nhanh, 33 tuổi, quê ở Trà Vinh, bị thương nặng. Tại cơ quan công an, Thương khai nhận trong lúc nhậu, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng, dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Con dao tự chế Thương gây án luôn đem theo trong người.